Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Ba người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang được một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại mời đến Mỹ và sẽ trình diễn vào cuối năm nay. Theo đó, Quách Tuấn Du, người em thân thiết với Phi Nhung, sẽ đảm nhận việc đưa các em Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang đi chung. Nam ca sĩ cho biết ba người con nuôi của cố ca sĩ đã có mặt ở Mỹ vào cuối năm 2021 để thay Phi Nhung cảm ơn khán giả tại hải ngoại. Trong buổi livestream tưởng nhớ Phi Nhung với sự tham gia của Tracy Phương Trinh và Wendy Phạm, con gái ruột của ca sĩ, đã được một trung tâm ca nhạc hải ngoại tổ chức đồng thời thông báo về việc ghi hình ca khúc có sự góp mặt của Thiên Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang. Hình ảnh ba người con nuôi của Phi Nhung cũng được in trên poster, chương trình được chia sẻ rộng rãi. Hồi tháng 3, lúc Mạnh Quỳnh về Việt Nam, anh và Phi Nhung quay chung show Music Book. Sau lần đó là lần cuối cùng họ sóng cá trước khi ca sĩ Phi Nhung qua đời. Phi Nhung ngồi đối diện với Mạnh Quỳnh để cùng nhau thể hiện những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Lam Phương. Suốt chương trình, giọng ca Bầu ơi đừng khóc nhiều lần bày tỏ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc khi đồng nghiệp thân thiết có thể về Việt Nam giữa mùa dịch, quay show với cô. Hơn một năm qua, tôi không thể về Mỹ. Một cảnh hai quê nên tôi buồn. Không làm gì được cả. Nay Mạnh Quỳnh về Việt Nam thế này, tôi vui lắm. Nên dù Mạnh Quỳnh làm khó tôi khi chọn chủ đề tình khúc Lam Phương, tôi liền đồng ý trở theo và cố gắng tập luyện vỏn vẹn 2 ngày, Phi Nhung bày tỏ. Trong hơn 1 tiếng rưỡi, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ôn lại nhiều kỷ niệm suốt 20 năm ca hát. Họ gặp nhau trong một lần biểu diễn ở Canada và tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Lúc ấy, đôi bạn thân được đông đảo khán giả yêu mến và biết đến qua nhạc phẩm Căn Nhà Màu Tím. Nhiều năm liền, họ lưu diễn khắp nơi và được yêu cầu hát đúng ca khúc này. Chưa kể Căn Nhà Màu Tím góp phần làm dậy sóng. Chưa kể Căn Nhà Màu Tím góp phần làm sóng dậy dòng nhạc tân cổ giao duyên ở hải ngoại. Nắm được tình hình xu thế đó cùng khả năng chuyên môn, Mạnh Quỳnh bắt đầu sáng tác nhiều bài hát tân cổ Donny đóng giày cho Phi Nhung. Từ đó cả hai càng thêm gắn bó, phát triển tên tuổi và trở thành đôi tình nhân trên sân khấu. Ngoài tâm sự, họ còn thể hiện một số tác phẩm duyên kiếp, biện tình, ngọt ngào tình cảm. Ở bài phút cuối, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Phi Nhung nhỏ nhẹ hỏi Mạnh Quỳnh, nghe tôi hát bài này, khi về Mỹ, ông có nhớ tôi không? Tôi sẽ nhớ ông mãi. Không đáp lại câu hỏi ấy, Mạnh Quỳnh bật cười bởi nghĩ rằng người bạn thân chỉ đơn giản bày tỏ suy nghĩ trong một ca khúc buồn. Nào ngờ anh đã không thể trả lời được câu hỏi ấy của người bạn. Hay khi thấy Phi Nhung xúc động thể hiện ca khúc khóc thầm, Mạnh Quỳnh nhìn thấy rõ nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt và giọng hát của bạn, anh liền động viên. Cuộc sống vô thường, mình không biết được ngày nào, quan trọng chúng ta cứ vui sống và để lại những điều tốt đẹp cho đời. Mạnh Quỳnh kể thêm, anh và Phi Nhung mong muốn tổ chức live show kỷ niệm 20 năm ca hát vào tháng 5 nhưng dịch Covid-19 bùng phát. Chương trình liên tục trì hoãn và dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2021 tại Mỹ. Thời điểm ghi hình, Phi Nhung bày tỏ sự hào hức trước việc đưa live show trở lại và có thể tái ngộ khán giả sau một thời gian xa cách. Tôi ước hai chúng ta có thể hát đến già với nhau. Luôn hồn nhiên và nhí nhảnh, nữ ca sĩ cười nói. Phi Nhung mất lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Sau một tháng rưỡi điều trị COVID-19, hưởng số 51 tuổi, thi hài của nữ ca sĩ được hỏa thiêu vào chiều ngày 8 tháng 10, được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ. Tang lễ nữ ca sĩ diễn ra vào sáng sáng ngày 13 tháng 10 tại chùa Huệ Quang, bang California, Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!